Linda Trương của bà cộng đồng chuẩn bị. Một lần nữa sau tiếng hát của anh Kim Trung Hời, một người của cộng đồng Việt Nam rất nổi tiếng, đó là tiếng hát của Olinda Dương chuẩn bị. Một lần cuối đừng trách anh, đừng trách nhé em. Anh phan em, em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Chúng mình xa nhau. Ông cậu ơi, xin được về nhé. Ôi, chỉ buồn tiếc đêm mà thôi. Đừng, đừng nhìn mà rớt mắt vào ngày. Mà em hỏi rằng anh đối ta bây giờ chỉ còn tôi và giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát nhau. Xin chúc quý vị một chuyến du lịch vui, một cầu mong hạnh phúc và thành công. Chúc mừng ông. Đừng nhìn anh mà tôi mất cuộc vời vợi. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau. Nếu ngày mai nói chúc mừng xa nhau, ôi xin được hứa lời em lần cuối. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, hãy xin nhắc em yêu em mà thôi. Rất là mời quý vị ra techno more than I can say. Cảm ơn tất cả quý vị đến đây để tham gia với tôi. Xin mời ra, xin mời quý vị ra sàn nhảy techno more than I can say. Mời quý vị ra sàn nhảy more than I can say. Thank you.
Còn quý vị ra toàn nhảy Morgan and Say. Tôi mở cảm ơn tất cả quý vị đến đây tham dự của chúng tôi. Giờ này là có lẽ là lần tổ chức thành công nhất trong những năm vừa qua. Còn quý vị, tôi vui. Vui những cái gì chúng ta có. Xin chào, chúng tôi xin nhảy lại với chị em của Olida Dương.